just went to, I just browsed the guy I trust. And I think it's something I can do alone. But later, the time came up to be 11 o'clock, so I cannot take the Vitaly for her. So, but after me and her conclude, I tell her that this Vitaly family is heavier. That so two of us agree that she will be taking care. Anything come out, we share by percentage. She give us a percentage. But she will be taking care. We'll remove. And send them this stuff at, you know, this too much work. Send them, you tell us when to take this one first. Okay. Round here now, we are allowed to plant, this round here now, you are we are allowed to plant like cocoyam. Ogongo, then Ogo climb up the banana. It's not everywhere now. Round the fence, Ogo will not come inside so that somebody can see where to pass and easy for him to patrol in the farm. Okay. So like this, now why I made it like this is that cocoyam, you know, cocoyam cannot grow up. Then here now, this place now will be corn. You know, all this place will be corn. I feel this land will not sweet for corn. Don't worry. Unless we get the toilet money. Don't worry. From here now, if yam is ready. Remain some, we'll put inside cement bag. Let's see how everything will go. Corn I have only, I have food for that fence, only that side, finish. You know, corn cannot put one like corn more than you because they need to make baby don't together. Worry, don't worry. Let's call for me some of coconut leaf. I want to do some basket for chicken and garden. Chào cả nhà. À, hôm trước có mấy anh chị comment đó là làm cái trang trại giống như anh Quang Linh ở bên Angola. Thì anh Quang Linh cũng là một trong những thần tượng của em. Thì điều kiện bên này hơi khác với bên đó một chút. Nhưng mà hai chồng cũng lên kế hoạch là thử làm một cái trang trại không có mong cầu xa xôi, ví dụ như đủ ăn thôi cũng được. Thì sáng nay ra thăm rẫy rồi lên kế hoạch thẳng hoi xong là mình nhờ ổng chặt giùm mấy cái tàu lá dừa để làm mấy cái rổ lá dừa giống như hôm trước có bé nào comment mà em quên rồi, quên tên rồi xin lỗi nha. Thì bữa nay thì ổng sẽ chặt để mình làm, ổng trồng dừa hít rịch như là trồng rau muống vậy đó, cho nên thôi cái lá nó không bự nhưng mà mình tận dụng cũng được. That I will use plant flower than that than that sitting kitchen. This one is two, that means I will get already. That means I will need like 10. I will use plant flower for it, make depth, make it very depth. Do when you come and carry this one. We'll make room with that one. Yeah, we'll use this for that one. Yo, what of this one? What? Yo, why you got? Yo, what of this one? Huh? Okay, you have it for you. I got to do heavy. Don't break the leaf, oh. À, hồi đó phải video mình mới chia đít của con rồi. This one. Wait. Let me bring knife and tear it. Let me bring knife and tear it. I can tear now. You can tear what? You cannot tear because you have. Let me bring my knife. That knife cannot tear. You will tear the coconut break. That knife will break the coconut. You want to remove the leaves, bro? No, you will remove. How can him will still remain that. Something small like this? No, be remain remove one by one. No, we are with that. Where you are? This is okay. Elon! Elon shop! How can you get the big at least? Like 20. Oh no, this 20 now. No, this one small one in the ring. Okay. Only get the medium one because I do not have a knife. Oh.
Thôi á. Em đi về đó giờ này. Anh xin giảm từ đà anh yêu I don't feel that that place will never fall out. Đưa má cho ảnh quay phim mà mẹ còn rung hơn ảnh nữa, sợ ảnh quay không được. Rồi bây giờ thì nhím mà nhà mình cận cảnh cái cách để mà mình làm cái giỏ bằng lá dừa nha mọi người. Cái này gọi là cái rổ cũng được. Nói chung là mình làm kiểu cái nhà lá giường đó, mình xài được vô cái chỗ nào thì mình xài. Một phần là cái điện thoại cùi bắp nó không có được rõ, một phần là anh Út ảnh rung quá thành ra nó cứ giật giật. Thì em không có chi tiết cẩn kỹ cho mọi người xem được hen. Thì ai mà muốn tham khảo để mà làm theo đó thì có thể tìm mấy cái clip khéo tay làm ở trên mạng đó, gõ vô là làm giỏ bằng lá dừa hay là này kia đó là sẽ có hết. Cái này thì do lá dừa nhà em kiểu nó nhỏ đó mọi người, thì Nhiếm sẽ làm hai cách, một cách là đơn giản, một cách là phức tạp. Những cái giỏ bự á, thì lá dừa nó dài không đủ thì mình phải làm theo cách đơn giản, thì mình vòng lại xong mình đan lại xong là mình buộc cái đuôi lại thôi. Thì mấy cái giỏ này nó hợp với cái kiểu như là mình treo, mình trồng hoa đồ mình treo á, thì hoặc là mình treo để mà mình để đồ khô đồ đó thì nó hợp hơn. Chứ mấy cái giỏ mà để dưới bàn hay là cái rổ để mà đựng này đựng kia để trên bàn thì mình sẽ có cách làm thứ hai hen. Thì cách làm thứ nhất thì mình làm tới, mình đan vòng 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 tới cái đuôi thì mình lấy dây mình buộc lại thôi, mình chừa cái đuôi. Thì cái này nó hạn chế ở chỗ là cái đít của nó không có được kín. Còn một cách làm nữa đó là mình róc ra mình lấy cái cọng chổi thôi, thì mình đan thành cái giỏ này giống như là những cái dĩa mà người ta để trái cây đó mọi người. Thì Nhiếm thì không có để trái cây, có trái cây là Nhiếm quất sạch. Thì Nhiếm làm cái này là để mình để cái nồi á mọi người, tại nhà mình nấu củi thì nó đen tùi lùi à. Thì ví dụ như là mình có khách hay là mình cái bàn này kia thì mình để lên thì nó không có bị dính đen. Cái cách làm cũng giống y như là cái giỏ còn lá vậy đó, nhưng mà khác là mình rọc cái lá ra thôi. Lâu à? You hang it up. That means the here you still do the something to hold it down. So the sand will not fall out from it. Okay. You do this type, you hang something for sun. Like pepper, this one. Yeah. That Bahu is Bali. Ninja. China ninja. Aha, this one look like ninja. China ninja. Chino. Bahu Bali. Put yourself very well. Tới rồi đó, đó bây giờ làm tạo dáng, làm ninja, làm Bahu Bali trong phim Ấn Độ đó mọi người. Ta nói mấy cha con nhà nó cũng có cơn lắm. Ông bò cạp cái tính ổng ngộ lắm. Ổng ra ngoài đường hen, ta nói hả, làm mặt lạnh ai cũng nghĩ trời cái ông này chắc khó khăn dữ lắm. Mà về nhà hả, giỡn cợt như con nít vậy đó. Nó gần giờ lấy cái giỏ của mẹ để làm anh hùng Bahu Bali trong phim Ấn Độ đó mọi người. Rồi đây là một phiên bản khác theo yêu cầu của cạp da, thì cái đáy ở dưới cái rổ là kín lại thì mình có thể làm theo cái cách này. Nó sẽ phức tạp hơn nha mọi người. Cái này thì mình làm một cái vòng tròn nhỏ thôi, tầm chừng 22 lá thôi, để khi mình thắt cái phần trên xong nó còn dư cái đuôi dài dài một chút xíu. Rồi sau đó mình luồn mình thắt ở dưới phần đáy. Cái này thì Nhiếm chỉ nói thôi, chứ mọi người muốn làm theo là phải xem cái clip ở trên mạng, tại vì nó cũng phức tạp lắm. Đó, sau khi mình thắt thì được như thế này. Nhiếm thì chỉ thắt 3 vòng thôi.
Nếu như mà cái lá dừa nó dài đó thì ở phần đáy mình có thể thắt thật là nhiều dòng cho nó chặt. Rồi cái phần thân thì mình không có cần xỏ nhiều, chỉ một mắt thôi là nó cứng. Đây cái đáy của nó như thế này, nó chặt lại như thế này, thì mình có thể mình đựng những thứ mà nó nhỏ nhỏ, nó dễ lọt đó, để mình chừa lại cái phần đuôi để mình nhét vô mấy cái rãnh đó cho nó chắc, chứ không thôi là nó xúc ra. Thì mình cứ xỏ giáp dòng hết, tùy theo cái độ dài của cái đuôi mà mình có thể thắt nhiều hơn cho nó khích hơn nữa. Đây mình cứ cắt như thế này, xong rồi mình lựa cái thân của cái rổ đó, mình nhét vô mấy cái mắt đó cho nó chắc lại. Tại vì cái này mình để tới khô á, thì cái lá nó tốt lại là nó hơi lỏng á. Nếu mà mình không xỏ như thế này thì cái phần đáy nó dễ bung ra dữ lắm. Đây là thành phẩm của cái rổ nha mọi người. Cái rổ này thì nó tinh tế và nó có nhiều cái tính năng hơn là cái rổ bự kia. Tại như mọi người thấy đó, cái rổ bự thì cái đáy của nó như thế này, không có đựng được những cái đồ nó nhỏ, hoặc là mình phải kiếm cái gì đó mình lót ở dưới. Chủ yếu là chữa lửa, tại vì cái cọng lá dừa nó không có dài, không có làm được cái đáy thôi. Bật mí với nhà mình là sau cái đuôi của cái clip này sẽ có đường link dẫn đến kênh ông Bò Cạp. Để có tập tiếp theo, anh Đu Đu với anh Úc sẽ tặng cho một khán giả Việt Nam một món quà bất ngờ theo yêu cầu nha.